Hello Vlog, mình được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Thất vọng có lẽ là cảm giác lớn nhất của chúng ta lúc này khi chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu gặp đội tuyển Indonesia diễn ra vào lúc 20h30 phút ngày hôm nay. Một thất bại, một trận thua nữa của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, và tỷ số 0-1 lặp lại giống như là trận đấu ở Asian Cup, cũng với một sai lầm cá nhân và một nỗi buồn khôn tả dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam của chúng ta. Cũng có thể nói rằng là hôm nay Indonesia với sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch thì họ đã thi đấu rất tốt. Còn với đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì với lực lượng đúng như những gì mà Vlog ngoài đường pitch ngày hôm qua, chúng ta xem cái buổi tập của đội tuyển Việt Nam thì thực sự là nói là đội hình này rõ ràng là đã khiến cho người hâm mộ không yên tâm ngay từ khi Indonesia trận đấu được xuất phát. Indonesia, xin cảm ơn. Và phải nói là rất tiếc cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là chúng tôi ngày hôm nay đã đến sân Gelora Bung Karno với hy vọng là được chứng kiến một trận đấu hay của đội tuyển Việt Nam. Và những thông số thống kê, chúng ta không có một tình huống dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn bên phía đội tuyển Indonesia, trong khi là với đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì liên tiếp phải chịu những cái tình huống tấn công, đặc biệt là sau khoảng 30 phút của hiệp 1, khi mà Indonesia họ đã có được cái sự ăn ý với nhau thì đó cũng là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta không còn kiểm soát được trận đấu nữa. Trên tay của mình là một cái hình ảnh, một cái đoạn clip của chính Vlog mà đường pitch ghi lại được. Hình ảnh huấn luyện viên Philippe Thuse rất tức giận sau khi Võ Minh Trọng mắc sai lầm dẫn đến cái bàn thua. Và điều đáng nói là sau đó thì ông đã tung hàng loạt các cầu thủ vào sân. Tuy nhiên là cũng có cầu thủ đã khởi động rất là kỹ để mà chuẩn bị được vào sân, và tưởng như là bạn ấy đã được vào rồi, đó là Quang Hải. Nhưng cuối cùng thì Quang Hải lại được yêu cầu là ra khởi động tiếp, trong khi bạn ấy đã chạy về phía cabin. Và dĩ nhiên là Quang Hải cũng rất thất vọng. Văn Toàn thì liên tục ôm đầu ở ngoài sân trong thời điểm mà bạn ấy chờ đợi được vào sân. Và bạn ấy cũng đã thể hiện cái sự, cái nỗi lo rất là lớn của mình. Và thực tế thì nó đã chứng minh đúng, khi mà sau đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Một trận đấu quá thất vọng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta. Và tất nhiên là niềm vui của Indonesia. Như vậy là sau 3 lượt trận, Indonesia họ đã có được 4 điểm, trong khi là Việt Nam của chúng ta thì đã rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi để thua trận đấu này, và chúng ta mới chỉ có được 3 điểm. Điều này đồng nghĩa là nếu muốn ghi tên vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup thì đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải giành được chiến thắng ở trận lượt về trên sân quốc gia Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Vâng ạ, một lần nữa thì chúng ta cần phải nhắc lại cái yếu tố đó là kiểm soát bóng. Ngày hôm nay cả Hùng Dũng và Thái Sơn không để lại được ấn tượng nào, tranh chấp không lại được các cầu thủ ở tuyến giữa của đội tuyển Indonesia. Và điều đó đã khiến cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam bị chia cắt. Và thêm một lần nữa chúng ta lại cảm thấy nhớ Nguyễn Tuấn Anh. Tuấn Anh gặp chấn thương, Tuấn Anh không thể ra sân thi đấu, Tuấn Anh không thể cùng đội tuyển đi. Và người điều phối được tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam đã không có. Kể cả những sự kỳ vọng mang tên Hùng Dũng
hay là Thái Sơn thực sự là không đáp ứng được. Rất đáng tiếc. Và như vậy là thêm một lần nữa chúng ta đã thất bại. Thất bại một cách mà khiến cho người hâm mộ cảm thấy rất cay đắng, rất đáng tiếc. Liệu có phải chăng là các cầu thủ của đội tuyển Indonesia họ đã quá hay hay không? Đúng không ạ? Chúng ta, quý khán giả có quan điểm gì nữa không ạ? Có lẽ là chúng ta cần chờ đợi thêm một trận đấu nữa ở sân quốc gia Mỹ Đình để hy vọng rằng là sẽ có được một cái kết quả tốt, đó là 3 điểm. Bởi vì nếu không thì hy vọng để ghi tên vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup sẽ không còn. Mình cũng không hiểu là lúc này đây thì vẫn có những bạn còn đang vô để bênh vực. Các bạn bênh vực cái gì nữa ạ? Ngày hôm nay là một ngày rất là buồn dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Các bạn vào và các bạn cười cợt. Thực sự là mình cũng không hiểu nữa. Một chút nữa sau khi kết thúc chương trình này thì mình sẽ lóc hết tất cả những cái bạn mà đưa ra các cái bình luận đó. Không biết là còn vui vẻ gì. Thực sự là bây giờ đây thì rất là đáng tiếc. Nhìn thần thái của các thành viên đội tuyển Việt Nam mới thấy được là họ thất vọng như thế nào về trận đấu ngày hôm nay. Và với người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở nhà cũng như là những ai đang có mặt tại sân Gelora Bung Karno, cảm thấy quá thất vọng, quá chán chường. Đã có rất là nhiều hy vọng, đã có rất là nhiều sự mong chờ, nhưng mà chung quy lại thì lại là một thất bại nữa. Có cảm giác là các cầu thủ Indonesia họ đá không quá hay, nhưng mà họ vẫn có thể, hello em, họ vẫn có thể là giành được cái chiến thắng. Vâng ạ, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho Vlog ngoài đường pit. Lúc này đây thì mình cũng ở này đi đâu vậy? Lúc này thì khu vực này đang có lãnh đạo đang rời khỏi sân. Không biết là các cô chú anh chị trong đoàn ngoài đường pit của mình đâu vậy ta? Lúc này đang có rất là nhiều quý khán giả đang chia sẻ cái cảm xúc của mình. Thực sự mà nói thì để hoàn thành được cái mục tiêu là không để cho Indonesia vượt qua chúng ta trên bảng xếp hạng thì điều này đồng nghĩa là chúng ta cần phải giành được chiến thắng ở trận lượt về. Nhưng mà thắng như thế nào đây? Đó là một vấn đề không dễ để giải quyết, nhất là trong bối cảnh hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Nếu tiếp tục sử dụng đội hình như thế này thì thật sự là rất đáng lo lắng cả nhà. Vâng ạ, mình thấy sự tức giận của người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà mình hoàn toàn có thể hiểu được. Vâng ạ, rất là nhiều những chia sẻ sa thải. Lúc này đây thì mình đang ở khuôn viên bên ngoài của sân Gelora Bung Karno. Lúc này thì hình như là có lãnh đạo của bên Indonesia họ chuẩn bị rời khỏi sân, cho nên là đường đang bị tạm thời là bị ngăn lại, không thể đi ra cái khu vực của cửa số 7, đành phải chờ
các cô chú anh chị đi ra ngoài vậy. Có lẽ là mọi người trong đoàn của mình ngày hôm nay cũng đã rất buồn rồi. Mọi người đã hy vọng ít nhất là cũng có được một trận hòa tại Gelora Bung Karno, nhưng mà điều đó đã không trở thành hiện thực. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của quý khán giả dành cho Vlog Ngoài Đường Pit. Nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe. Có lẽ là đây là một trong số ít các trận đấu mà từ đầu trận cho đến cuối trận mình không thể nhõm dậy được một lần nào, bởi vì đội tuyển Việt Nam không tạo ra được các cái tình huống nguy hiểm trước khung thành của Indonesia. Và điều đó khiến cho mình cảm thấy mấy anh em phóng viên Việt Nam mình ngồi trên đó vô cùng là lạc lõng. Nhất là nhìn vào các cổ động viên của Indonesia, họ ăn mừng, rất là tưng bừng sau bàn thắng. Và đồng thời là họ cũng đã rất là vui sau hàng loạt các cái tình huống tấn công nguy hiểm của các cầu thủ Indonesia. Các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong ngày hôm nay, họ đã thi đấu chặt chẽ. Có thể trong 30 phút đầu tiên thì họ còn thi đấu chưa kết dính, nhưng mà khi các cầu thủ nhập tịch của họ đã thi đấu kết dính rồi thì mọi thứ đã trở nên ổn hơn rất là nhiều. Trong khi là với các cầu thủ Việt Nam của chúng ta thì trong khoảng 30 phút đầu tiên thì còn chơi tương đối là tạm được, nhưng mà sau đó thì lại thi đấu lập chập và không còn có được sự kết dính nữa. Ở tuyến giữa của hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam hầu như là bế tắc và liên tục bị đối thủ họ phong tỏa. Thật sự là rất là buồn cho thầy trò huấn luyện viên Philip Tuse. Ở phía đằng này, một cổ động viên Việt Nam mặc chiếc áo Đoàn Văn Hậu đang ra về, nhìn rất là thất thiểu, rất là buồn. cũng dễ hiểu, khó mà tránh khỏi cái cảm giác thất vọng được. Xin được cảm ơn hơn 7.000 khán giả đang theo dõi livestream của Vlog Ngoài Đường Pit. Lúc này thì mình đang ở bên ngoài sân vận động Gelora Bung Karno, nơi mà trận đấu vừa kết thúc và các cổ động viên Indonesia thì họ đang trở về. Vâng ạ, là trong kế hoạch ban đầu thì có một số thành viên cũng nói rằng là nếu mà đội tuyển Việt Nam mà có được kết quả hòa thôi ở trên sân Gelora Bung Karno thì sẽ lập tức đặt tour của mình để bay ra Hà Nội cổ vũ ở trận lượt về trên sân Quốc gia Mỹ Đình. Tuy nhiên là bây giờ thì có lẽ là mọi người sẽ thay đổi cái ý định là bay ra Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Và không biết là tình hình vé ở sân Mỹ Đình ngày mai sẽ mở bán như thế nào đây. Quá nhiều những vấn đề, sự đối đầu của huấn luyện viên Philip Tuse với giới truyền thông, với dư luận. Và bây giờ lại nếu lại còn có thêm cái thất bại này nữa, nỗi buồn cộng thêm nỗi buồn và cả cái sự thất vọng nữa thì thật là cay đắng cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Rồi, các thành viên trong đoàn của mình đã ra ngoài rồi, mình đã thấy họ. Thật sự là lúc này thì nói về cảm xúc của họ là rất là buồn. Chú Khải. À, Dũng. Chúc sức khỏe chú. Chúc sức khỏe. Dạ. Ôi, phục thù Mỹ Đình, phục thù Mỹ Đình. Dạ. Trong sự bảo vệ. Dạ. Lực lượng an ninh bảo vệ hả anh? Đúng rồi. Dạ rồi, vậy mình đi thôi, mình cứ đi ra. Nhưng mà bây giờ ra ngoài sớm quá không? Không sao đâu, Indo thắng mà, cần gì Indo thắng mà sợ gì, bảo vệ gì. Buồn quá anh. Thôi về phục vụ sân ai rồi. Mình không có đá được gì mà đá hay đâu. Không có đá được bóng. Đá được hiệp 2 đá chẳng được gì hết. Hiệp 1 là nó có thể mình nó để cho mình đá. Hiệp 1 nó cho mình 30 phút để đá thôi, sau đó bắt đầu. Hello Dương My. YouTuber. Hello. Bạn của chị. Dạ, xin chào. Hello. Rồi, bây giờ em xin phép đi cùng với đoàn. Gọi bác tài. Chị có đi ra không?
chỉ có mang ô tô. À chị đi ô tô rồi gì? Đi ô tô. Indo đã hôm nay hay quá. Dạ, xin chào. Indo đã hay quá. Nhưng hôm nay chị mặc 300. Tại vì là Việt Nam không Indo mua. Đoán sai hả? Ừ. Dạ. 300 của chị mất rồi. Dạ vâng. Nhưng 300 rupia. Không phải 300 đô đâu. Ok. Thế ngày mai bây giờ em về. Dạ. Ngày mai bây giờ em về. Ngày mai 1:30 bay thì khoảng khoảng 9 giờ em về. Dạ. Yeah. Ok chị. Em để em đặt Grab. Vâng ạ. Người hâm mộ đang ra về. Đây là đoàn cổ động viên Việt Nam của chúng tôi và xung quanh là lực lượng an ninh để bảo vệ cho đoàn cổ động viên Việt Nam rời khỏi sân Gelora Bung Karno. Như vậy là có thể nói là phía Indonesia họ cũng rất là kỹ lưỡng trong cái công tác bảo vệ an ninh cho đoàn của cổ động viên Việt Nam chúng tôi. Các cổ động viên đang đi cùng với nhau. Và bây giờ thì mình cũng sẽ đi cùng với tất cả mọi người rời khỏi sân. Phần họp báo sau khi kết thúc trận đấu thì đã có cộng tác viên của mình, đó là Đồng Nguyên Khang, sẽ thực hiện. Có mệt không? Yeah. Hello. Đếm được cổ động viên mình đâu 77 người. 77 người ạ. Dạ. 1%. Dạ. 0.1% hơn 0.1%. Lúc nãy là thống kê là 77.000 tầm đó, 77.800. Dạ ok ok. Dạ rồi mình đi sát vô đây đi cả. Mình để nó không bảo vệ được đâu. Mình đi gần vô với nhau ạ. Dạ rồi, đoàn của mình đi sát sát vô. Rồi, sau khi các cổ động viên Việt Nam vô bày tỏ nỗi buồn, than thở thì đến lượt các cổ động viên Indonesia đang vô kênh của mình để mà... Ok. Đang chọc quê bên mình đó. Bây giờ đến lượt cổ động viên Indonesia họ vào để... mình đi thẳng, đi thẳng. Đi, đi thẳng qua bên này. Dạ. Yeah. Ok, đi thẳng qua đây đi ạ. Hello. See you to Mỹ Đình. Thôi bây giờ ưu tiên là phải rời khỏi sân đã, vì bên an ninh thì họ cũng yêu cầu là chúng tôi phải đi thật nhanh ra bên ngoài, đi theo cái sự hướng dẫn của họ. Đồng giả mang, cổ động viên của họ ngày hôm nay là theo trên thống kê của phía ban tổ chức trận đấu thì là hơn 77.000 người hâm mộ đã đến sân. Trong khi cổ động viên Việt Nam của chúng ta là hơn 70 người. Đếm chính xác là 77 cổ động viên. Ủa cổ đông đâu ta? Dạ. Dạ. Cả nhà có thể thấy không, lực lượng an ninh họ cố gắng để điều tiết đoàn cổ động viên Việt Nam của mình. Rất đông.
vào đây, đi vào bên này. Ok ok, mình đi vào bên này đi à? Không, em không chụp được tại em đang quay. Đoàn của mình đi hết vào cái bên này theo họ luôn. Họ cho đoàn cổ động viên Việt Nam đi ra một nhánh đường ngay khu vực sân tập nơi mà đội tuyển Việt Nam từng tập vào ngày 19 tháng 3 vừa qua. Lúc này thì mình biết là các khán giả, các người hâm mộ của bóng đá Việt Nam chúng ta đang rất là buồn. Mình hoàn toàn hiểu được cái cảm giác này. Ngày hôm nay thì chúng ta không tạo ra được tình huống tấn công nào nguy hiểm, ở đặc biệt là ở hiệp 2 của trận đấu. Những ngày vừa qua của chúng tôi đã rất đẹp, cho đến thời điểm đội tuyển Việt Nam để thủng lưới và sau đó đã không thể tìm được bàn để gỡ hòa. Vâng, các cổ động viên họ còn rất là đông ở trên các khu vực khán đài. Không rõ là những động thái tiếp theo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam dành cho huấn luyện viên Philippe Thuce sẽ như thế nào. Tuy nhiên lúc này thì chúng ta cũng hiểu được rằng là áp lực rất lớn đang dành cho ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới đây vào ngày 26 tháng 3 trên sân quốc gia Mỹ Đình. Có thể nói là mình đang nhận được rất là nhiều những bình luận bày tỏ sự thất vọng của người hâm mộ. Điều này cũng là hoàn toàn dễ hiểu. Dạ vâng. Mấy cô. Dạ. Không mà mấy bạn bảo vệ yêu cầu phải đi nhanh ra. Dạ. Dạ. Vâng, lúc này thì đang có rất là nhiều những ý kiến của người hâm mộ yêu cầu là sa thải huấn luyện viên Philippe Thuce. Có lẽ là đây đã là trận thua mang lại sự thất vọng rất lớn dành cho các cổ động viên. Các cầu thủ họ thi đấu luôn khiến cho chúng ta có một cái cảm giác là không thoát được một lối chơi khá là bế tắc. Thắng thì họ vui chứ không, hôm nay mà hòa hay thua thử coi biết ra được không. Cười cười vậy thôi chứ. Thôi hẹn ở lượt về thôi, đúng không chị Jimmy? Hẹn ở Hà Nội lượt về hãy. Vâng, lúc này kênh của mình cũng đang có rất là nhiều các cổ động viên của Indonesia vào để theo dõi. Còn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam lúc này thì có lẽ chỉ muốn tắt cái livestream này càng nhanh càng tốt, vì cũng đã quá thất vọng
hy vọng là mọi chuyện sẽ khác hơn 5 ngày nữa. Có lẽ là lực lượng chúng ta phải chờ đợi những nhân tố khác ở đội tuyển Việt Nam. Với đội hình xuất phát ngày hôm nay đã giống 100% với những gì mà ngày hôm qua huấn luyện viên Philippe Thuse ông đã chuẩn bị trong cái buổi tập, khi mà những cầu thủ trẻ như là Đình Bắc, như là Thái Sơn, như là Nhâm Mạnh Dũng, như là Võ Minh Trọng đã được trao cơ hội. Ở những thời điểm trước khi Minh Trọng phải rời khỏi sân để nhường chỗ cho các cầu thủ đàn anh như là Hồ Tấn Tài, thì chúng ta có thể thấy là Minh Trọng đã đi không nổi. Bạn ấy dường như là đã không còn đủ sức để mà di chuyển nữa. Thì điều đó nó cho chúng ta thấy rằng là cái vấn đề thể lực mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức từng nhắc đến. Thank you. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức từng nhắc đến ở những vòng đấu gần đây, khi được hỏi về việc Minh Trọng và Tiến Linh, thì ông cho rằng là Minh Trọng đang có vấn đề về thể lực. Lúc em đến là xuống ở đâu? Cửa G. G gách. Bây giờ, nhưng mà bây giờ chị phải cho ra đây thôi. Đây nè, chị lấy cái biểu tượng này nè. Vâng, rất là đông. Đông cổ động viên của cả hai đội đang đứng ở khu vực ngoài cổng. Đây là một trong rất nhiều cổng của sân Galora Bung Karno. Các thành viên trong đoàn của mình đủ chưa? Đi bộ qua. Ok. Chị ơi. Dạ, kiểu gì thì mình cũng phải đi qua bên kia rồi. Lúc nãy mình đã đi qua cái hướng mà mình... Em đi cổng kia rồi, cổng khác. Rồi, mình đi theo chị Yumi luôn. Rồi, bye bye, see you. Ok, thank you. Tới vòng này là không có bảo vệ gì nữa, tự đi thôi. Không sao, các cô chú đi, mình đi chậm lại thôi, cho các cô chú ra và đi về thở. Mình đi lên đây đi. Vâng, rất là nhiều bạn bây giờ đang vào để chia sẻ nỗi buồn cùng với nhau thôi, chứ bây giờ biết nói làm sao bây giờ. Chúng ta cũng ngày hôm nay lại thêm một trận đấu mà mang đến cái cảm giác bất lực cho chúng ta. Ngồi trên sân thì cũng không có tình huống nào để mà gọi là nhấp nhổm với các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam. Còn ở nhà thì có lẽ là người hâm mộ cũng đã rất là thất vọng rồi. Bây giờ mà lên Facebook thì có lẽ là hàng ngàn những cái sự chỉ trích dành cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cũng không còn thời gian nữa. 5 ngày nữa sẽ là cuộc đối đầu ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Chúng ta cần chiến thắng, một chiến thắng để tiếp tục nuôi cái hy vọng vào vòng loại thứ 3 World Cup. Bởi vì nếu chúng ta chiến thắng, chúng ta sẽ tiếp tục vượt lên trên Indonesia và duy trì một khoảng cách là 2 điểm với Indonesia. Đó là điều cực kỳ cần thiết khi mà hướng tới hai cái trận đấu vào tháng 6, gặp đội tuyển Philippines và gặp đội tuyển Iraq. Hy vọng là như vậy thôi. Còn nếu thất bại lần nữa thì không còn gì để nói nữa. Nên là cũng không mong là điều này sẽ xảy ra. Anh Trường, chia sẻ một xíu đi, cảm giác gì buồn quá vậy? Khang giọng luôn hả? Khang giọng. Ôi. Anh Trường nói được mà. Anh Đức đâu rồi? Anh Đức đâu? Khoan, chờ đây đi. Cái pha này.
khoan. Từ từ đã, để em gọi anh Đức ra. Một anh chưa thấy. Đang thiếu một người. Anh Đức. Halo. Ini kan Bapak dari arah TVRI kan, dari arah TVRI kan. Nah, ini Bapak ke kiri. Iya, Pak, di luar. Oh ya, keluar aja, Pak, keluar. Mọi người nghỉ ở đây đi, nghỉ một chút. Mình đứng ở đây đi. Đứng đây đi. Để em gọi anh Đức. Vừa mới thấy ông đi sau lưng mình mà. Gọi không nghe. Một người nữa. Yeah. Bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Một người. Một người đó. Ông tìm ở kia đó. Một là ảnh đi nhanh quá, hai là lúc mà tách tốt ở kia kìa. Nhưng mà sợ cái tín hiệu mạng. Vâng, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Bây giờ thì chắc là mình xin phép được xuống sóng đã. Về nhà chúng ta sẽ lên sóng để trò chuyện tiếp. Xin mời quý khán giả. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Bây giờ phải đi tìm người trong đoàn đã. Xin chào tạm biệt cả nhà.